khi các bạn vào để thi lấy lái xe lý thuyết, các bạn nên vào lấy cái tờ giấy như thế này, có nội dung kêu thông ăn trơn kiểu yêu xin chứng sơ. Các bạn nhìn ở cái bảng mẫu so sánh và các bạn viết, đó là nhằm những cái trường hợp mà không biết tiếng thì cứ theo cái bảng giống như thế mà viết. Thì những ai đăng ký online rồi thì sẽ được ưu tiên vào trước, còn những ai mà chưa đăng ký online đến tận nơi để đăng ký thì sẽ phải xếp hàng để đi vào một cách nần nượt, ví dụ như thế này. Và họ sẽ mỗi người vào họ sẽ đều phải lấy chứng chỉ dấu vân tay mọi người nhé. Khi vào họ sẽ cho một cái thẻ bằng số thứ tự ngồi theo ghế, và sau đó các bạn sẽ được nghe một cái video clip nói về giao thông được đào tạo nghe và hiểu. Đó, sẽ ngồi theo số thứ tự nhá. Tiếp theo khi mà đã làm xong rồi đó thì các bạn sẽ làm một cái giấy, họ sẽ yêu cầu ra làm một cái giấy đăng ký và xếp theo số thứ tự rồi nộp phí xong thì các bạn hãy vào phòng kiểm tra mắt. Vào phòng kiểm tra mắt thị lực nộp 6.000. Sau đó xong rồi các bạn lên trên tầng 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 trên tầng 2 để nhận cái giấy 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 thi giấy cái số lượt thi đó, thì rút số thứ tự ngồi đợi. Sau đó là các bạn thi theo tiếng gì, tiếng Việt Nam hay tiếng Hàn, thì trong lúc đó phải nói luôn cho người ta để người ta biết, đánh dấu vào cho mình. Đó, ở chỗ này là cái chỗ chập xu, chỗ nhận đấy. Đó, đây này. Thì các bạn khi thi bằng tiếng gì các bạn phải nói luôn ở đây, và các bạn nộp lệ phí là 10.000 won. Sau đó cũng lại lên trên sau đó là vào cái thời gian là từ 1 giờ đến 4 giờ là sẽ có lượt thi viết. Thì các bạn phải chờ cho đúng giờ, nếu vào muộn thì muộn hay sớm thì các bạn cũng chỉ thi được trong vòng 40 phút thôi. Thì ở cái chỗ mình nó còn có cả cái xe tập lái như thế này các bạn này. Đó, xe tập lái như thế thì ngồi chờ cho đến giờ để vào thi thôi các bạn ạ. Đó, khi thi trong giờ thi thì mình đã đăng ký mà thi bằng tiếng Việt rồi thì đến lúc mình mở máy tính nên nó sẽ tự động ra tiếng Việt các bạn thi. Thi hết 40 phút hoặc các bạn làm nhanh hơn, làm sớm hơn thì có thể ra ngoài sớm hơn, không vấn đề gì cả. Vào người ta sẽ cầm tờ giấy của mình, người ta đối chiếu xem có đúng là người thi không, cái mặt khuôn mặt của mình đó, rồi sau đó là chỉ việc ngồi thi, thi xong là ra có đỗ hay không nó báo luôn ở trong cái máy tính là mình biết luôn à. Đấy nhá, chúc các bạn thành công, rất là đơn giản đúng không?